Vâng, con bạch cô ạ. Thì cho phép con hỏi là, tức là trong khóa tu thì các bạn tình nguyện viên có những bạn cũng rất là ít tuổi đấy ạ. Thì nhiều khi là gặp phải các em khóa sinh mà khó bảo, bướng hoặc là không nghe lời đấy ạ. Thì các bạn tình nguyện viên sẽ làm nào để kiềm chế được cảm xúc của mình, và các bạn sẽ thực tập như nào để có thể nói mà các em nghe nghe theo lời của mình, thì có xin cô chỉ dạy cho các bạn ạ. Tức là tình nguyện viên thì lại ít tuổi hơn khóa sinh à? Thế thì chúng ta chỉ giao tiếp một cách bình thường thôi. Anh khóa sinh ơi, ra em tình nguyện viên bảo cái này. Tức là gặp phải những cái bạn mà khó bảo ấy. Thì khó bảo đấy. Thế là anh khóa sinh ơi, giúp em với. Được không? Em tình nguyện viên có bé tuổi hơn anh tí, thôi anh giúp em. Được không? Cái đấy rất đơn giản thôi mà. Chúng ta có rất nhiều lợi thế. Thế thì trong cái buổi họp chung ấy, tình nguyện viên là phải phối hợp ăn ý, đúng không? Phối hợp ăn ý với nhau. Chúng ta là mang gì? Mang cái tình cảm chân thật và nhờ giúp đỡ, bạn ấy sẽ tự thấy mình có trách nhiệm. Và từ có trách nhiệm, bạn sẽ thay đổi được cái tính không tốt của bạn ấy. Được không? Đấy. Thế mới bảo là ở trong nhà bố mẹ phải hạnh phúc mà. Đây cô dùng cái từ bố mẹ để cho các bạn liên tưởng thôi nhé. Tức là bạn tình nguyện viên nam và tình nguyện viên nữ ở trong một nhóm ấy mà. Mình phải coi mình là người bao quát cái trách nhiệm nhé. Cô không nói là cái tướng, mà cái trách nhiệm đấy giống như trách nhiệm của cha mẹ trong gia đình đấy các bạn ạ. Đúng không? Thì cha mẹ mà còn trọ trẹ với nhau thì trong nhà là con cái sẽ hỏng. Cho nên bố mẹ phải thân thiết nhau, bàn bạc nhau, trao đổi nhau. Tình hình sau một buổi ta thấy cái người này xong cái về họp cái bảo anh A này có vẻ ngổ ngáo, anh B có vẻ thế này cái này kia. Giao nhiệm vụ tiếp cận thì tiếp cận trong thời gian nào? Cái thời gian mà cả hai bên được chơi với nhau, đúng không? Thì cái đầu óc chúng ta từ cái đấy nó sẽ thông minh lắm, nó sẽ nghĩ ra đủ trò để tiếp cận các bạn ạ. Đấy, chứ còn nếu chúng ta không có phương pháp thì chúng ta sẽ không nghĩ được ra đâu, đúng không? Ví dụ ít tuổi hơn mình thì mình gọi là em, nhiều tuổi hơn thì gọi là anh. Anh ơi, anh giúp em nhé, anh chăm sóc mấy bạn kiểu em, cái bạn nghịch nhất đấy nhá. Nghịch nhất lại là cái người giúp ta được nhất, vì nghịch rất là hay năng động các bạn ạ. Đúng không? Người nghịch là người hay năng động và hay thể hiện. Đúng không? Nghịch ngợm mà thì năng động và thể hiện là hai cá tính của họ. Thế và mình sẽ cho họ được thỏa mãn cả hai cái đấy, nhưng hướng gì? Hướng thiện. Giúp cho người ta từ cái năng động thể hiện đó nó sang cái thiện, tức là mình uốn nắn được người ta và giúp đỡ được cho người ta tốt đẹp lên. Các bạn ạ, nhé. Cô nói này, nếu như cô ở trong một lớp ấy, dần dần cô sẽ biến 1/3 lớp hay đến một nửa lớp thành tình nguyện viên ngay. Có gì đâu, giao nhiệm vụ, giúp đỡ rồi bàn bạc, đúng không? Ví dụ hôm nay cô nhặt được 2 người xong mai, đấy nhớ bạn giúp tớ cái này. Như này này, cái câu nói này rất quan trọng. Bạn ơi, bạn thấy nhóm thế nào? Có tốt hơn không? Hay là còn vấn đề gì? Thế nào họ thấy họ là gì? Tình nguyện viên phẩy gì đấy, đúng không? Xong lại mai này, bạn cố gắng xem xét xem có vấn đề gì không nhé, xem bạn bảo ban các bạn ấy. Thế là người ta thành phẩy nữa, phải không? Thế mình lưng lên, lưng dần lên. Đấy là cái tính chất biết quản lý của mình đấy. Học cách quản lý đấy các bạn ạ. Đấy. Chứ còn đừng để rằng là 5 người tình nguyện viên trong một nhóm, xong cãi nhau cụt dần đi, còn 3 người, còn 4 người, còn 2 người, còn 1 người, không ai nói chuyện được với ai nữa thì nó cụt đi, phải không? Thì nó trở lên rối bời hơn. Nhưng chúng ta phải tăng cường cái sự hòa hợp, bàn bạc và thống nhất ý kiến đi. Thế rồi chúng ta lại phát triển thêm lên. Đấy. Có khi đến 3 ngày ta đã phát triển được 1/3 đấy làm tình nguyện viên cho chúng ta rồi, đúng không? Đấy, phân công luôn đấy nhá, một nhóm này nhỉ? Chỗ này em ngủ 5 người đấy, em giúp đỡ cho chị là 5 người chỗ này. Em có trách nhiệm gọi và gấy cho mọi người 5 người, và em giúp đỡ cho 5 người là gọi dậy và phục vụ người ta, là chỉ chỗ cho người ta. Được không? Nó rất nhanh thôi mà. Nhớ, có cái là mình có ý thức bao quát thì phước báo tự sinh ra, và mình sẽ sinh ra cái trí bao quát cho chính mình. Nha. Đấy, bạn Quyền thấy được thỏa đáng với câu hỏi chưa? Các bạn có đồng ý không?
Thank you.